các bạn thân mến, là món ăn quen thuộc trong mỗi mâm cơm của gia đình. Tuy nhiên, khi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành mối lo của mọi người và mọi nhà, thì cũng từ đây xuất hiện ngày càng nhiều hơn những mô hình vườn rau sạch, vườn rau an toàn. Và vườn rau nơi tôi đứng đây là công sức chăm bón của những người phụ nữ Việt Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trên diện tích 10.000 m², dưới bàn tay chăm chút của các bà, các mẹ, mùa xuân ở xã đảo Việt Hải như giàu sức sống hơn khi được phủ lên một màu xanh tươi tốt của các loại rau, củ, quả. Những quả dưa chuột tươi ngon đang được bác Trần Thị Thu thu hoạch cho các nhà hàng và các gia đình có nhu cầu đặt hàng. Một công việc quen thuộc nhưng với những nữ nông dân ở đây, đó là cả một sự cố gắng, quyết tâm, nỗ lực cao trước những khó khăn mang tính đặc trưng của đất, của địa hình và những tác động của biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra ở xã đảo này. Rau này là nó theo cái mô hình phát triển kinh tế, theo cái trồng rau an toàn của cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Đa số là trồng dưa chuột, khoai tây, khoai lang, với lại củ đỗ. Có các loại rau thì cũng chỉ su hào, bắp cải, với lại cà rốt thôi. Đến bây giờ thì mô hình phát triển rất là tốt. Không chỉ là xã xa xôi và khó khăn nhất của huyện Cát Hải, nằm biệt lập giữa vườn quốc gia Cát Bà với rừng và biển vây quanh, nguồn nước ngọt không dồi dào, xã Việt Hải còn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết. Vì thế, cũng chẳng có mấy ai ở đây mặn mà với việc trồng rau. Sau những năm tháng bỏ công sức, tiền của mà thu hoạch lại chẳng đáng là bao. Cho nên, rau xanh ở đây lại càng là nguồn thực phẩm quý. Trong khi việc vận chuyển từ địa phương khác đến đây không dễ dàng, do cách trở địa lý và chi phí đắt đỏ. Chính vì thế, sau một thời gian nghiên cứu, năm 2015, một dự án an sinh đã được đưa ra xã đảo Việt Hải nhằm ổn định đời sống nhân dân. Đó là dự án sản xuất rau hữu cơ với tổng chi phí trên 220 triệu đồng thuộc chương trình khoa học công nghệ, phục vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Những hội viên phụ nữ được kêu gọi tiên phong trong phong trào rau sạch. 6 hội viên đã tình nguyện tham gia chịu trách nhiệm chăm sóc 10.000 mét vuông rau màu. Còn những hội viên phụ nữ khác cũng được khuyến khích trồng rau, cải tạo đất tại khoảng vườn của gia đình. Những kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc rau hữu cơ bằng thuốc bảo vệ thực vật từ thảo dược, sử dụng chế phẩm sinh học bón cây và cải tạo đất, rồi cách bảo quản rau củ sau thu hoạch, được các chuyên gia về nông nghiệp truyền đạt nhằm thay đổi thói quen trồng trọt đã cũ của bà con. Trồng trọt là chỉ trong 2 tháng, tháng 10, tháng 11. Thế còn lại là đến trong cái thời gian tháng 12, tháng 1, tháng 2 đấy, ra riêng là các cô chỉ có chăm bón thôi. Thế cho thu hoạch là đến tháng 4, thu nhập mà cho mỗi chị em là hàng năm là bình quân thì cũng gọi là so với chỗ khác thì nó không nhiều. Thế nhưng so với chị em chúng tôi mà làm vườn ở cái nơi này là tạm ổn và cũng duy trì phát triển được tốt. Tôi yếu tôi phải làm được vài xào rau các loại, trồng cây quanh nhà mẹ, rừng ít rau màu ngoài ruộng ấy, ngô rồng, khoai tây, khoai đỏng, rau hành các thứ, mỗi thứ tí. Dự án đã làm hồi sinh những diện tích đất khó tính, mang lại màu xanh tươi tốt trên đảo Việt Hải. Hơn thế, còn góp phần lan tỏa, tạo ra những chuyển đổi trong phát triển sản phẩm nông nghiệp. Đó là câu chuyện về cây đu đủ. Lên ý tưởng và vợ là người thực hiện, vợ chồng ông bí thư đảng ủy xã đã mạnh dạn đưa giống đu đủ về trồng thử nghiệm trên đất đảo bằng cách đắp thành các ụ đất cao để chống ngập úng trong mùa mưa bão. Đến nay, cây cho sản lượng và thu nhập khá tốt, trở thành một sản phẩm du lịch sạch tự cung cấp ở xã đảo. Cái tiềm năng của địa phương trong lĩnh vực vừa là cái du lịch nhưng vừa là cái nông nghiệp cũng rất lớn. Nhưng bên cạnh đó thì thực tế thì hiện nay để cái khai thác được cái tiềm năng đó thì tôi nghĩ là cũng chưa nhiều. Và chính vì các hộ dân thì một phần là hiện nay là có do cái nguồn lực các hộ dân thì cũng còn hạn chế. Cái thứ hai những kiến thức kỹ năng để chúng ta khai thác cái đó thì cũng chưa có nhiều. Và chính vì vậy để đảm bảo được ấy, thì cần phải có những người tâm huyết và có cái trình độ năng lực nhất định về lĩnh vực này để đi tiên phong. Từ đó để thấy được chứng minh được cái việc làm đó, định hướng đó nó có hiệu quả thì sau đó tôi nghĩ chắc chắn là các hộ dân sẽ thực hiện theo. Và đối địa phương thì tôi nghĩ là trước mắt ấy thì cán bộ đảng viên sẽ là người đi đầu
trong cái việc mà để chúng ta tạo dựng những cái mô hình phát triển kinh tế mới. Từ đó thì sau khi chúng ta đã làm ra rồi thì sẽ có những cái đánh giá, rút kinh nghiệm về hiệu quả, sau đó nhân rộng ra cho toàn xã thực hiện làm theo. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau là cách đang được áp dụng tích cực trong định hướng phát triển kinh tế xanh ở Việt Hải, với sự vào cuộc của các hội đoàn thể, đặc biệt là sự tiên phong của các hội viên hội phụ nữ xã. Đây là những yếu tố tạo thuận lợi cho các đề tài nghiên cứu kinh tế xanh tại xã đảo ven bờ Việt Hải trong thời gian tới của các nhà khoa học, nhằm nâng cao hiệu quả trồng trọt cũng như phát triển các sản phẩm truyền thống của xã đảo. Cái đề tài của chúng tôi sẽ phát triển cái hướng là nông nghiệp hữu cơ, mô hình nhà kính, nó sẽ hỗ trợ cho cái ngành nghề phát triển du lịch ở đây. Bên cạnh đấy thì là chúng tôi cũng sẽ cố gắng phát triển thêm được một số cái trồng các loại hoa. Thì ở đây chúng tôi đang phải mời viện sinh nông của Đại học Hải Phòng là một trong những cái viện mà giúp cho chúng tôi tìm ra những cây con loài hoa phù hợp với lại cái đất cát không được màu mỡ, bởi vì nó là ở thung lũng. Thành công từ mô hình rau hữu cơ đã tạo sự hứng khởi trong các hội viên phụ nữ nói riêng và những nông dân ở Việt Hải nói chung trong hành trình chung tay vì xã đảo xanh. Đi dọc con đường làng, du khách sẽ không chỉ thấy màu xanh của rau mà còn ngạc nhiên với màu xanh của cây cối. Đặc biệt là hai hàng hoa dâm bụt chạy dọc làng mang tên con đường hoa. Bên cạnh đó là mô hình nhà đẹp vườn sạch. Đây là hai mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động tới chị em hội viên cách đây 2 năm, thiết thực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Khu trồng rau sạch giờ cũng thành điểm dừng chân thú vị của du khách quốc tế khi đến với xã đảo Việt Hải. Họ cùng nhau dạo chơi, thăm thú khu vườn và thích thú thưởng thức các loại quả thanh mát, tươi ngon. Tại những khoảng đất mới, bà Ly và những hội viên phụ nữ đang cải tạo đất, mở rộng diện tích trồng khoai, trồng ngô, trồng rau củ quả để phủ thêm màu xanh cho xã đảo. Một thung lũng xanh là khát vọng của người dân xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải. Ở đó có cây xanh, nhà sạch và vườn đẹp. Và đó là hy vọng chính đáng tạo điểm nhấn cho du lịch sinh thái cộng đồng đang phát triển ở nơi đây.